Xin chào quý vị và các bạn. Cứ mỗi một buổi chiều sau giờ làm việc, chúng ta trở về nhà với đầy rẫy những áp lực. Stress về các công việc trong ngày không được như ý muốn, những cái áp lực về kiếm tiền, rồi thì nhiều những cái áp lực về các cái mối quan hệ kinh doanh không được như ý muốn. Ngay cả quan hệ vợ chồng trong nhiều năm liền cũng đã trở nên nhàm chán. Và tất cả những cái đấy, một ngày nào đó bỗng dưng bạn cảm thấy chán sự gần gũi. Trong nhiều buổi trò chuyện với nhiều cặp đôi, nhiều cặp vợ chồng, tất cả các bạn đều phản ánh với tôi chuyện đó. Đặc biệt là những cái cặp đôi mà từ 40 tuổi trở lên, nhất là hai vợ chồng lại cùng làm kinh doanh, cùng phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Vậy thì bằng cách nào để khắc phục sự nhàm chán như vậy? Sau đây thì tôi sẽ đưa ra vài lời khuyên rất dễ thực hiện. Điều đầu tiên là vận động thể chất. Vận động thể chất, sách yêu thể thao. Vận động như thế nào? Có nhiều anh chị thì nói với tôi rằng là thời gian đi làm về bận bịu tối mắt cả, còn vận động vào lúc nào nữa? Bạn có thể lựa chọn rất nhiều khung giờ. Tôi nói ví dụ như là buổi sáng bạn dậy sớm hơn bình thường một chút, và đừng quên là chỉ cần 15 phút lúc đầu giờ, hoặc nếu có thể hơn được nữa thì 30 phút vào cuối ngày. Đàn ông thì tập gì? Bạn lên phòng tập, bạn có thể tập một vài bài cardio để mà tiêu hao thêm năng lượng. Một lát nữa thì mình sẽ ăn ngon hơn. Cũng có thể là một tuần thì bạn dành khoảng 1-2 buổi đi bơi, còn lại thì ở phòng tập. Nếu mà nhà mình hoặc là trong bối cảnh sống của mình ấy chưa có phòng tập thì rất đơn giản, bạn có thể đi bộ hàng ngày 15 phút. Đặc biệt là nếu như là bạn thư giãn xung quanh nhà mình vào lúc đầu giờ sáng 15 phút thôi thì bạn sẽ thấy hiệu quả rất là cao. Thế còn chị em thì có một bài tập này rất nổi tiếng ạ, tên nó là Kegel. Có nghĩa là cái này thì bạn có thể lựa chọn ví dụ như là kiếm một anh PT, hoặc là đơn giản hơn nữa thì thôi thì các bạn cứ search ở trên mạng Kegel. Thế thì là cái bài tập đấy nó giúp cái gì ạ? Thứ nhất là để chị em có cái khung sàn chậu tốt hơn. Thế và tự nhiên là những cái hoạt động đấy nó giúp cho chị em thoát khỏi tất cả những cái lo sầu phiền muộn. Cơ thể mình ấy nó tự trở nên hoạt bát, khỏe mạnh và đầy sức sống hơn. Thứ hai nữa là tăng gia vị. Sử dụng như thế nào? Hầu như chị em phụ nữ ngoài 40 tuổi ai cũng biết đấy là cái nhị hoa nghệ tây saffron. Thì cái này ấy, thì làm tăng làm cho đẹp da này, thế rồi thì chống sự suy giảm trí nhớ này. Thế nhưng mà có một cái rất tốt, đấy là cái saffron ấy nó làm cho nó làm cho những người phụ nữ thêm tươi trẻ hơn. Thế mà những cái hormone của phụ nữ được tiết ra một cách tốt hơn. Bạn sẽ dùng cái đấy trong một thời gian. Nếu cảm thấy như là khó dùng trực tiếp thì bạn có thể mua cái nhụy hoa saffron với lại mật ong và rất nhiều thứ khác nữa. Thế còn đàn ông thì dùng gì? Đàn ông ấy thì thường liên quan đến những cái gia vị rất mạnh. Tôi nói ví dụ như chẳng hạn như tỏi hay là hành tây, nếu bạn mà ăn sống được thì rất là tốt. Tôi đã từng phải tiếp một người khách mà anh ấy thì trong mọi bữa ăn đều phải ăn sống khoảng 3 cái nhánh tỏi. Thế thì tất nhiên là cái tỏi này ấy, mà nếu như bạn chuẩn bị lên giường mà lại ăn thì rất là khó chịu đối với đối tác của mình. Thế thì bạn có thể ăn cái đấy vào cuối giờ chiều thôi. Thế nhưng mà có một cái mẹo để khử mùi rất là tốt, đấy là sau khi ăn cái đấy xong thì bạn có thể súc miệng bằng nước trà tươi ạ. Còn nếu như không có thì đơn giản nhất là bạn chỉ cần nhai mấy nhánh trà khô và sau đó súc miệng nước lọc bình thường thôi là sẽ hết mùi ngay. Xin nhắc lại là gia vị, tăng gia vị. Mẹo thứ ba nữa là tạo dựng lòng tin. Tại sao tôi lại nói là phải tạo dựng lòng tin? Có nhiều lần các bạn hỏi tôi rằng là tình dục là thế giới chỉ có hai người, mà thậm chí là hai con người đã ở với nhau một thời gian rất lâu rồi, đấy là các cặp vợ chồng. Còn có khi các cặp đôi ấy còn yêu nhau, còn chia sẻ với nhau cả một thời gian rất lâu rồi,
có quá nhiều lòng tin rồi, việc gì phải tạo dựng. Không, không phải như vậy. Có nghĩa là đàn ông thì sau tuổi 40 thì bắt đầu phát tướng. Ví dụ như là bụng có thể to hơn, thế rồi thì vòng eo của mình một số kích thước không còn được như xưa nữa. Thế và mỗi một khi mà nghĩ đến chuyện gọi là gần gũi nhau thì tự dưng mình lại có một cái mặc cảm rằng là sao bây giờ cái cơ thể mình nó không còn được đẹp, nó không còn được kiểu như là thể thao như trước đây, như cái hồi 18-20 nữa. Thế còn với chị em thì lại càng như vậy. Có nghĩa là sau một vài lần sinh nở thì có những người bình thường thì không sao, nhưng có một số chị em thì bụng bị dạn, rồi thì ngực chảy, rồi thì bắt đầu có những nếp nhăn ở đuôi mắt, vân vân. Vậy thì bằng cách nào để mình tạo dựng thêm lòng tin cho ngay đối tác của mình? Nhưng quan trọng nhất là bản thân mình phải thấy tự tin. Bằng cách nào ạ? Bạn có thể bằng rất nhiều cách. Ví dụ như là thay vì làm chuyện gần gũi đấy dưới ánh sáng thanh thiên như ban ngày, rồi thì giữa một cái vùng đất trời bao la chỉ có mình như cái lúc còn trẻ và mình ham muốn, thì bây giờ bạn có thể thiết kế ánh sáng của phòng ngủ dịu đi một chút. Thế rồi thì với những cái luồng ánh sáng xanh, ánh sáng vàng có thể làm tôn da, vân vân. Đấy là một mẹo. Mẹo thứ hai nữa là hãy thay đổi đi. Hãy thay đổi nơi trốn đi, một cái khu nghỉ nào đấy. Thế rồi thì thay hết cả một cái hình ảnh nó khác cái phòng ngủ bình thường mà mình vẫn ở đó. Tự nhiên trong bối cảnh đấy mình có thể mặc những cái bộ đồ ngủ, những cái bộ đồ ngoài hành lang, thế và mình cảm thấy tự tin hơn hẳn nếu như ngày nào mình cũng dùng mãi một cái khung cảnh ấy. Thế rồi thì một cái phòng ngủ đấy, một cái giường chiếu đấy, nó tạo cho người ta một cái cảm giác là tự nhiên một ngày nào đó mình thiếu tự tin ngay cả với người thân yêu nhất của mình. Và cuối cùng, sử dụng massage bằng tinh dầu. Cái này thì hiện bây giờ có rất nhiều dịch vụ. Bạn có thể dùng cái này. Thế và nếu chưa bao giờ từng thì các bạn hãy thử một lần đến đi. Ví dụ như là đến những cái tiệm spa, cả hai cùng đến. Thế mà hãy đặt một cái phòng riêng, cùng sử dụng một cái massage tinh dầu, ví dụ như là lavender, ví dụ như là một cái tinh dầu quýt hay bưởi, vân vân. Thế mà sau 60 phút hay 90 phút thôi thì tự dưng cảm thấy tin cậy hẳn đi. Vì sao ạ? Da mình trở nên mịn hơn, không còn khô, không còn ráp như trước đây mình vẫn tưởng nữa. Thế mà tự dưng mình cảm thấy người bên cạnh, cả đối tác của mình nữa, tự dưng thấy hấp dẫn hơn hẳn đi. Và bạn hãy thử một lần. Có rất nhiều loại massage, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn một loại mà nói chung bạn rất hên dùng. Đấy là một cái massage relax mà người ta hay dùng. Ví dụ bạn ưa mùi thơm thì có thể dùng hoa oải hương. Thế còn nếu bạn thích một cái mùi mà nó mạnh một chút, nhưng mà nó mang cái cảm giác như là sạch và có một cái gì đấy mang tính chất là gọi là rất ấn tượng, thì bạn có thể dùng bạc hà hay là dùng tinh dầu bưởi chẳng hạn như thế. Thế và hãy nhớ là khi rời khỏi tiệm đấy thì trong 6 tiếng ấy đừng tắm vội, hãy để cho tất cả những cái thứ đấy nó thẩm thấu vào đây. Và nếu như là gần gũi nhau được trong cái thời gian đấy thì rất là tuyệt vời. Tôi đã chia sẻ với các bạn đủ 4 mẹo: vận động thể chất, xuất yêu thể thao, tăng cường sử dụng thêm gia vị, tạo dựng lòng tin với đối tác của mình, và cuối cùng là massage bằng tinh dầu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin hãy share, hãy like nếu thấy có ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.